Những bé cún nhà mình có thì đây là Simba. Simba là chú chó thứ hai mình sở hữu được từ bên Mỹ về Việt Nam. Đây là Mabu, là chú chó gần nhất mình sở hữu được từ bên Mỹ về Việt Nam. Còn đi ra ngoài đây thì mình sẽ có Hanson, có Arthur và có Ê! Ê! Kia, Hanson kia. Đấy, Hanson là to nhất nhà mình. Đây, mình sẽ ra các bạn xem nha. Đi vào. Đi vào, đi vào. Đi vào. Ê, không cho mấy con đực nó tiếp xúc với nhau, tại vì mình sợ nó chọi nhau á. Bọn đực này thì khi trưởng thành rồi á, nó sẽ có mâu thuẫn với nhau là cái điều chắc chắn, và loài nào cũng thế, kể cả con bun Pháp, kể cả con poodle, là những cái con chó rất hiền thì nó cũng mâu thuẫn. Nó vấn đề nó không phải là nằm ở chỗ là chó dữ thì nó mâu thuẫn đâu. Dữ hay là lành nó sẽ nằm ở cái yếu tố nó đối xử với người ạ. Đây. Đây là những con đực là mình nhốt riêng. Đó, đây là con Arthur này. Arthur là con bé nhất trong ba con đực. Im đi nhá. Không được đi ra nhá. Đó, Hanson. Hanson là con bự nhất. Simba là con bự thứ hai. 1 2 3. Kiểu như thế là chia theo 3 hạng cân. Thế còn con cái. Cái thì mình có 5 con cơ. Có 5 hay 4 ta? 1 2. À, 4 4 4, 4 con cái Mỹ. Thì đây là Cali này. Đây là Cali này. À, đây là con cái mà mình cũng bắt từ bên Mỹ về, và nó là con chó đầu tiên mình đón được từ Mỹ về Việt Nam. Đây là con của nó. Đây là con của nó này. Vừa ăn thì bụng nó mày. Trời ơi, bụng kìa. Đây con đực. Đàn nó được 5 con thì có một con đực này thôi. Rồi, còn ba con cái thì một con về nhà mới rồi. Úi dồi, cái bụng này. Còn hai con này để chuẩn bị về nhà mới. À không, có con đực với con cái này về nhà mới thôi. Còn con cái kia thì chưa bán được. À, con cái này là chưa ai mua này. Vì nó giá hơi cao, so với những con kia thì giá nó hơi cao. Vì nó đẹp nhất mà. Đó, Cali đây. Mình bây giờ mình sẽ cho Cali sang cùng với Hanson. Cali sang đây. Mình đi đường này các bạn nhá, đi đường này. Sai nào. Cali sang đây. Cali. Cali sang đây. Lấy với Hanson. Sang đây hoặc là mình thả nó luôn ở đây thôi, cho nó sống với con nó. Vì đây là mấy đứa con của nó mà. À thôi. Cho nó đi sang đây đi. Bởi vì nó nô nhau thì nó hay bị cái hiện tượng là nó bị bung cái tai á. Tai bọn này thì lại đang vừa cắt tai xong. Cali vào đi. Cali vào. Rồi. Cho con mình dẫn làm sao mới cho con ra đây nhỉ? Phát ông. Phát ông ra ngoài. Ê, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Cho hai mẹ con chơi nhau thôi. Tại vì hai cho con chơi nhau là hay hay cắn tai nhau. Và cái tai sẽ bung chỉ. Ê, Arthur. Ê. Cái lệnh treat A này là rất quan trọng các bạn nha. Thị uy được, và sau đó là mình chỉ cần chịt ầy là nó sẽ nghe. Đó, thì đấy là tất cả những
chú chó mình đang có các bạn. Còn ở trên trại thì mình sẽ có thêm 3 bé cái Mỹ nữa. Vậy thì vậy là vị trí là mình có 7 bé từ Mỹ về và có 4 bé là sinh à 5 bé là sinh sản ra. Đó. Thì tổng chỉ có vậy thôi.